Trong lễ hội mùa xuân năm 2013, chính xác là vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, thời điểm mà các thành viên trong gia đình lẽ ra đang trong không khí vui tươi chào đón năm mới, thì một vụ án mạng kinh hoàng đã âm thầm xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Một ông lão 60 tuổi cùng vợ đã bị tấn công vào đêm khuya. Người vợ tuy được cứu sống, nhưng kết quả là phải sống đời sống thực vật suốt đời. Động cơ của kẻ sát nhân trong vụ án này đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong thời gian dài. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án Thế giới. Ngày 21 tháng 2 năm 2013, rơi vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Tống Tuyết Thanh, người huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, đang đi trên đường trở về quê nhà sau một năm làm ăn vất vả. Anh Thanh cùng với vợ con rời quê hương đến Thiểm Tây làm việc với mong muốn cải thiện kinh tế. Vì khoảng cách giữa hai nơi khá xa, cộng thêm tài chính không được tốt lắm, cho nên mỗi năm họ chỉ về thăm nhà một lần. Bình thường, người lao động sẽ được nghỉ tầm 8 đến 10 ngày trong kỳ nghỉ lễ này. Thời gian bắt đầu nghỉ là 28-29 Tết. Thế nhưng do đặc thù công việc phải ở lại trực tại công ty, nên Thanh không thể cùng gia đình đón khoảnh khắc giao thừa. Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, hai vợ chồng cùng với các con đi tàu từ Thiểm Tây về Hà Bắc từ sáng sớm. Mới đầu, cặp đôi định không nói không rằng đột nhiên xuất hiện với mục đích tạo bất ngờ cho bố mẹ. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, bố mẹ Thanh sức khỏe tốt, ông bà lúc rảnh rỗi thì thường đi thăm họ hàng ở xa, nên Thanh gọi về thông báo trước, cũng đề phòng khi gia đình anh về thì bố mẹ lại đi mất. Mới đầu, Thanh quay số cho bố, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Anh chuyển qua gọi cho mẹ, điện thoại của mẹ cũng bị ngắt kết nối. Bình thường, vào buổi sáng, bố mẹ Thanh hay sang nhà hàng xóm chơi mặt trược. Thanh nghĩ có lẽ hai lão Phật gia vội quá nên đã quên điện thoại ở nhà đây mà. Đợi đến trưa, Thanh gọi lại một lần nữa, lúc này điện thoại của bố cũng đã ngắt liên lạc nốt. Bỗng dưng, ở trong lòng xuất hiện một cảm giác bồn chồn bất an. Đường về nhà có một quãng khá xa, không rõ bố mẹ đang làm gì mà mãi không nghe điện thoại, Thanh vô cùng bối rối. Sẵn lưu số liên hệ của chú ruột Tống An Khanh, Thanh gọi cho chú nhờ qua nhà xem bố mẹ anh hiện có ở nhà hay không. Chú Khanh cũng đang có việc cần gặp mặt anh trai nên sau khi nghe lời nhờ vả của cháu liền lái xe máy đến tìm. Khi ông Khanh tới nơi, cổng không khóa, không gian bỗng yên tĩnh một cách lạ thường. Tiếp tục di chuyển vào bên trong, cửa chính của ngôi nhà chỉ khép hờ, Khanh đẩy mạnh cánh cửa ra. Khá bất ngờ là bên dưới sàn phòng khách xuất hiện rất nhiều mảnh kính nằm rải rác. Khanh lo lắng, vội lên tiếng gọi nhưng không ai hồi đáp. Ông nhanh chóng chạy vào căn phòng phía đông nơi ngủ của vợ chồng anh trai Tống Quân Bình. Khanh nhìn thấy anh trai nằm ngửa trên giường, quần áo, chăn ga gối đệm bên dưới đều dính đầy máu. Vợ Bình, Tôn Tú Anh đang nằm cuộn tròn trên tấm nệm ở góc bên cạnh, toàn thân cũng đầy những vết thương rớm máu. Trước cảnh tượng hãi hùng này, ông Khanh cũng kinh hồn bạt vía. Ông sợ hãi chạy ra ngoài sân, gọi hàng xóm xung quanh đến. Nghe thấy tiếng la hét, nhiều người nhanh chóng chạy tới xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi kiểm tra, mọi người xác nhận chủ nhà Tống Quân Bình đã tắt thở, tay chân lạnh cóng, hình như đã tử vong nhiều giờ trước. Bà Tôn Tú Anh vẫn còn hơi thở thoi thóp, tuy nhiên có lẽ là do vết thương khá sâu, đang ở trong tình trạng hôn mê. Một số người có mặt tại hiện trường đã khẩn trương gọi cấp cứu để đưa bà Anh đến bệnh viện. Đồng thời, sự việc cũng được báo lên cơ quan cảnh sát địa phương. Hai vợ chồng nạn nhân đều đã có tuổi, tại sao họ lại bị tấn công dã man như vậy? Mọi người đều đoán giả đoán non về nguyên nhân gây án, còn em trai của nạn nhân chỉ biết thở dài, chân tay run rẩy. Sau khi bình tĩnh hơn được một chút, ông Khanh lấy điện thoại ra và gọi điện cho đứa cháu Tống Tuyết Thanh kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa chứng kiến. Thời điểm hiện tại, có rất nhiều thắc mắc được đặt ra. Cặp vợ chồng chủ nhà trước giờ sống rất tử tế, ai lại muốn làm hại họ như vậy? Lúc này mới là đầu xuân năm mới, một vụ án mạng với tính chất dã man đã xảy ra tại một ngôi làng nhỏ vốn yên bình khiến nhiều người bị sốc. Đối với một vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến cho hai người thương vong, cảnh sát huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc đã ngay lập tức thành lập tổ chuyên án. Nơi xảy ra án mạng
là căn phòng phía đông, kính phòng khách của nhà ông Bình bị đập vỡ. Ở trên phía bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một dấu giày nhưng không nguyên vẹn. Dường như hung thủ đã dùng chân đạp cửa phòng để tiếp cận vào bên trong. Trên chiếc bàn nhỏ, cảnh sát tìm thấy một xấp tiền mặt có trị giá 7.200 tệ. Quần áo trong tủ vẫn trong tình trạng ngay ngắn, vật dụng không có dấu hiệu bị xô ngã. Rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy căn phòng đã bị lục lọi. Nếu hung thủ đến đây vì tiền thì chắc chắn không thể nào bỏ qua số tiền sờ sờ ngay trước mặt, do đó có thể loại trừ động cơ đột nhập và cướp tài sản. Nhưng nếu thế thì mục tiêu chính của hung thủ có phải là chủ nhà Tống Quân Bình hay không? Hiện tại các thành viên trong đội điều tra nghiêng về quan điểm này, bởi vì ông Bình bị tấn công, tử vong tại chỗ, còn vợ ông thì bị thương nhẹ hơn, chưa đến nỗi mất mạng. Cửa kính của phòng khách bị vỡ vụn, cảnh sát suy đoán hung thủ đã đột nhập vào ban đêm, dùng gậy gỗ hoặc là thanh thép để đập cửa rồi tiếp cận căn nhà bằng cách này. Sau đó hắn đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng ở phía đông, xông đến tấn công họ. Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ phía tây, cảnh sát cũng tìm thấy dấu giày không nguyên vẹn. Cả phòng khách, nhà bếp và căn phòng ngủ còn lại đều không có dấu vết xáo trộn. Chi tiết này càng chứng tỏ hung thủ không hề quan tâm tới những thứ khác. Mục tiêu chính là sát hại hai vợ chồng Tống Quân Bình. Tại tay nắm phía trong cửa ra vào, cảnh sát tìm thấy vết máu nhưng không tìm thấy dấu vân tay đáng nghi. Vậy có thể đưa ra giả thuyết là hung thủ phá cửa kính, trèo vào bên trong, sau khi gây án thì mở chốt và đi ra bằng cửa chính. Việc không tìm thấy dấu vân tay lạ trên tay nắm cửa chứng tỏ hung thủ đã cẩn thận đeo găng tay. Điều này cũng có nghĩa là việc ra tay đã được lên kế hoạch kỹ càng từ trước, không phải là hành động ngẫu nhiên, bộc phát nhất thời. Cảnh sát đánh giá hung thủ là một tên tội phạm danh mãnh, có khả năng chống trinh sát nhất định, tính toán cẩn thận với mục đích tránh để lại manh mối cho cơ quan điều tra. Sau khi kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân Tống Quân Bình tử vong do chấn thương nặng, vết thương chủ yếu tập trung ở vùng đầu và ngực. Hiện tại, gương mặt của nạn nhân gần như bị biến dạng, trán, mũi bị chảy ra, các vết thương có chiều dài khoảng từ 6 đến 7 cm. Căn cứ vào hình dạng vết thương, các bác sĩ pháp y nghi ngờ hung khí gây án là cây rìu, đồng thời nhìn vào độ sâu thì có thể thấy hung thủ dùng một lực tấn công cực mạnh, ý định đoạt mạng đối phương trong tức khắc. Chăn gối, ga giường vẫn trong trạng thái tương đối ngay ngắn, không có dấu hiệu giằng co. Các nhân chứng tới trước cảnh sát tiết lộ rằng họ thấy vết thương của nạn nhân Tôn Tú Anh cũng giống như vết thương của chồng, tập trung vào phần đầu, tay và bụng dưới. Thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng cùng ngày. Điều này cũng đồng nghĩa rằng bà Tôn Tú Anh đã nằm thoi thóp một mình nhiều giờ liền trước khi sự việc được người trình báo Tống An Khanh phát hiện ra. Tình hình của Tôn Tú Anh được các bác sĩ đánh giá là rất nguy kịch. Tuy nhiên, cảnh sát và người nhà đều hồi hộp chờ đợi một phép màu sẽ đến với bà. Ngoài vết máu vương vãi trên ga giường và sàn nhà, các kỹ thuật viên còn cẩn thận tìm thấy một vết máu nhỏ ở trên thắt lưng vải màu đen ở trong phòng. Vết máu này cũng được trích xuất và đem về phòng kỹ thuật để phân tích, xem đó là máu của nạn nhân hay hung thủ. Trong quá trình khám xét tỉ mỉ tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện ra một số dấu giày dính máu khá rõ ở dưới sàn phòng ngủ, nghi là do hung thủ để lại. Phân tích kích thước dấu giày, cảnh sát kết luận kẻ sát nhân đi giày cỡ 41, người này cao tầm 1m7. Ngôi làng nơi xảy ra án mạng là một ngôi làng có lịch sử hình thành lâu đời, đa số các hộ dân mưu sinh bằng nghề kinh doanh gỗ. Nạn nhân Tống Quân Bình trước đây từng là đội trưởng an ninh của một nhà máy gỗ lớn tại địa phương. Ông được đánh giá là một người làm việc rất tận tâm, trung thực và chưa từng có tranh chấp hay mâu thuẫn lớn với người khác. Để nhanh chóng tìm ra manh mối, lực lượng chức năng quyết định bắt đầu việc theo dõi và điều tra toàn bộ các camera giám sát ở trong làng, đặc biệt là những khu vực gần nhà nạn nhân. Vì thời điểm án mạng xảy ra là từ 2 đến 3 giờ sáng, cho nên cảnh sát tin rằng nếu người nào lọt vào mắt camera giám sát thì sẽ rất đáng nghi. Sau quá trình rà soát tất cả các video giám sát, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối mới. Vào khoảng 2 giờ 29 phút ngày 21, tại camera giám sát ở trên đường, cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông mang sách vali và đi về phía nhà nạn nhân. Không lâu sau, người đàn ông này chạy về hướng ngược lại và lọt vào màn hình giám sát. Anh ta vẫn xách chiếc túi lúc nãy, nhưng bộ dạng làm như đang rất vội. Người đàn ông này cao khoảng 1m7, mặc đồ dài,
trông đồ giống đồng phục của công ty hoặc nhà máy nào đó. Vì là buổi tối, mặc dù đã phóng to hình ảnh, nhưng gương mặt của người này cũng không được rõ nét lắm. Tuy nhiên, xét về chiều cao và thời điểm xuất hiện, rõ ràng là có sự trùng khớp nhất định, do đó cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ đối tượng này. Lực lượng chức năng đã in bức ảnh của nghi phạm ra thành nhiều bản. Họ bắt đầu tìm đến nhà của từng hộ dân ở trong làng để hỏi thăm liệu rằng có ai quen mặt đối tượng này hay không. Tuy nhiên, đáng tiếc là những người dân ở trong làng, kể cả con trai và con dâu của Tống Quân Bình, tất cả đều không nhận ra người đàn ông trong ảnh. Mặc dù cuộc tra hỏi trên diện rộng không giúp cho cảnh sát nhận diện được danh tính của nghi phạm, nhưng cảnh sát cũng biết thêm được một thông tin khá hữu ích khác. Hàng xóm họ Trương sống một bên nhà ông Bình kể lại một sự việc như sau. Đêm ngày 6 âm lịch là một đêm sáng trăng. Khi đó anh Trương châm điếu thuốc, đi vòng vòng ngoài sân thì vô tình nghe thấy tiếng chó sủa của nhà ông Bình, chú chó sủa không ngớt. Trương tò mò bước ra ngoài xem thử. Lúc này phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng nhà Bình, anh ta ngó ngang một lát rồi rời đi. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, bởi vì sáng ngày hôm sau, ông Bình kể rằng mình mới đi chôn chú chó, không hiểu lý do gì mà vừa sớm dậy đã thấy nó nằm trên ngoài ngõ. Từ manh mối mà người hàng xóm họ Trương cung cấp, cảnh sát bắt đầu có những suy đoán mới. Họ cho rằng có lẽ hung thủ đã tìm đến nhà để dò thám tình hình, chuẩn bị cẩn thận cho việc gây án. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành một cuộc xem xét hiện trường vụ án lần thứ hai. Lần này, họ phát hiện ra miếng thịt ở một góc khuất trong sân. Xác của con chó nhà ông Bình cũng được đào lên để phục vụ cho việc điều tra. Sau khi kiểm tra, các kỹ thuật viên hình sự xác định nguyên nhân cái chết của con chó là do ăn phải bả độc. Thường thì những tên trộm chó sẽ dụ chó ra ngoài, cho ăn bả rồi bắt đi. Nhưng chú chó nhà ông Bình thì không như vậy, do đó cảnh sát không cho đây là một vụ trộm chó. Một giả thuyết nhanh chóng được đặt ra là nghi phạm đã cố tình hại con chó trước để tránh tiếng sủa, gây ra sự thu hút chú ý của người khác. Điều này khiến cho việc ra tay trở nên thuận lợi hơn. Từ những manh mối vừa thu thập được, cảnh sát đã mở rộng khung thời gian cho việc kiểm tra video giám sát đường phố. Quả nhiên là vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 6 Tết, một chiếc ô tô Santana màu đỏ đã chạy vòng quanh trước ngõ nhà họ Tống nhiều lần. Sau khi xuống xe, người đàn ông nhìn qua nhìn lại, biểu hiện có gì đó rất mờ ám. Xét về thân hình, dáng đi, quần áo đều rất giống với người đàn ông mà cảnh sát đang tình nghi. Rất có thể họ là cùng một người. Chính vì vậy, lực lượng chức năng quyết định tìm kiếm manh mối từ chiếc xe màu đỏ này. Qua truy vết, cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc ô tô Santana đã đi đến huyện Linh Thọ, cách huyện Chính Định 25 km về phía Bắc. Ngay lúc này, cảnh sát mở cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân, xem các nạn nhân có quen biết ai ở huyện Linh Thọ này hay không. Kết quả, một đối tượng tình nghi đã xuất hiện. Người này là bạn trai của con gái Tống Quân Bình, tên Lưu Gia Hưng. Lưu Gia Hưng, 28 tuổi, bố mẹ anh ta đều là những doanh nhân thành đạt, gia cảnh khá tốt. Nhưng ngược lại, bản thân Hưng lại ỷ vào bố mẹ nên không học hành đến nơi đến chốn. Hưng không có công việc ổn định, nửa năm nay ở nhà chơi không. Lưu Gia Hưng cũng đã lớn tuổi, gia đình nóng lòng muốn anh ấy kết hôn và sinh con nối dõi. Mối quan hệ yêu đương của Hưng và con gái của Tống Quân Bình khá tốt, Hưng muốn kết hôn trong năm ngoái. Tuy nhiên, gia đình họ Tống không muốn con gái mình lấy chồng sớm. Hơn nữa, Hưng cũng chẳng chịu tu chí làm ăn nên ông Bình rất lo. Biết đâu khi cưới con gái mình về, anh ta vẫn duy trì thói quen lười nhác như vậy thì con gái mình sẽ chịu thiệt thòi. Người thân của ông Bình cũng cho biết giữa Hưng và hai vợ chồng ông Bình đã từng xảy ra một cuộc cãi vã lớn về vấn đề này. Trong khi gia đình Bình khuyên con suy nghĩ lại mối quan hệ với Hưng thì Hưng cứ nhất nhất nói rằng bằng mọi cách phải cưới được Tống Huệ Dung, tức là con gái ông Bình. Từ tình huống này, có một giả thuyết nhanh chóng được đặt ra, đó là Lưu Gia Hưng vì giận chuyện vợ chồng ông Bình cấm cản hôn nhân, trong cơn tức giận đã hành động sai trái. Sau đó, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành thẩm vấn Lưu Gia Hưng. Hưng khai với cảnh sát rằng vào đêm ngày 20 tháng 2, anh ta nhậu nhẹt với bạn bè tại nhà, rồi say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió gì cả. Không thể nào có chuyện lái ô tô đến huyện Chính Định để gây án. Cảnh sát đã tiến hành đối chiếu cỡ giày của Gia Hưng và dấu giày dính máu của nghi phạm được tìm thấy tại hiện trường thì cho ra kết quả không trùng khớp. Lúc này,
Sau khi phân tích vết máu nhỏ giọt trên chiếc thắt lưng, bộ phận kỹ thuật xác nhận nó không thuộc về vợ chồng Tống Quân Bình, cũng không phải là máu của Lưu Gia Hưng. Tạm thời, Hưng đã được loại khỏi diện tình nghi. Hiện tại, cuộc điều tra vụ án đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Điều rắc rối hơn nữa là sau khi phương tiện khả nghi đi đến huyện Linh Thọ, cảnh sát đã mất dấu vết của chiếc xe. Chính vì vậy mà lực lượng chức năng quyết định chuyển hướng. Họ bắt đầu điều tra từ mối quan hệ công việc của hai vợ chồng nạn nhân. Nơi làm việc trước đây của ông Tống Quân Bình là một nhà máy sản xuất gỗ quy mô lớn. Ông nhận chức vụ đội trưởng an ninh. Theo như chia sẻ từ giám đốc nhà máy gỗ, anh ta khẳng định Bình là người hiền lành, nhiệt huyết trong công việc và được rất nhiều người yêu mến, kính trọng. Tuy nhiên, ở trong quá trình làm việc thì có một vấn đề nhỏ xảy ra, đó là ông Bình từng khiển trách và đề nghị nhà máy sa thải một nhân viên nam tên Mã Trang. Thông tin từ vị giám đốc, cảnh sát biết được Mã Trang 21 tuổi, cao khoảng 1m7, tính cách khó gần. Đội trưởng nhóm an ninh Tống Quân Bình đã chỉ trích anh ta vì nhiều lần đi làm muộn. Bình thì công tư phân minh, chỉ muốn cấp dưới của mình nghiêm túc hơn. Nhưng Trang lại cho rằng đội trưởng ghét mình nên đâm ra thể hiện thái độ không ưa Bình ra mặt. Sau đó Mã Trang vẫn không chịu chấn chỉnh nề nếp, kết quả là bị sa thải khỏi xưởng gỗ. Theo như mô tả thì Mã Trang có chiều cao và thân hình khá giống với người đàn ông xuất hiện trong giám sát. Bởi không loại trừ khả năng ông Bình làm cho Trang bị mất việc nên anh ta tìm cách trả thù. Cảnh sát đến căn nhà thuê tìm Mã Trang nhưng chủ thuê nhà cho biết anh ta đã rời khỏi địa phương. Ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Trang mượn tiền chủ trọ, nói đang cần gấp để lên thành phố trị bệnh. Ông chủ thương lòng nên cho mượn. Tuy nhiên cũng không rõ là Trang điều trị ở đâu, hiện tại điện thoại cũng không liên lạc được. Sau khi mở cuộc điều tra về tung tích của Mã Trang, từ thông tin của người bạn thân của Mã Trang, cảnh sát phát hiện anh ta không hề đi khám bệnh mà là đi chơi mặt trược ở huyện Linh Thọ vào ngày 22 tháng 2, tức là ngày 13 âm lịch, một ngày sau khi sự việc xảy ra. Huyện Linh Thọ là huyện mà cảnh sát vẫn đang tập trung điều tra. Chính vì vậy, Mã Trang lại càng đáng nghi nhiều hơn. Lực lượng chức năng lập tức quay trở lại huyện Linh Thọ để thu thập thêm manh mối. Chủ tiệm mặt trược kể lại rằng, có một thanh niên đã đến đây chơi vào ngày 22 tháng 2. Anh ta tên Mã Trang, anh ta trông rất đặc biệt. Chủ tiệm mặt trược nói rằng mình để ý thấy vết sẹo rõ ràng ở trên đầu của đối phương. Hơn nữa, tính cách của người đàn ông này rất dị thường. Anh ấy đã cãi nhau với bàn bên cạnh, thậm chí suýt đánh nhau. Người này thậm chí còn hét lớn lên rằng, coi chừng tao xử đẹp mày. Trên đầu của Mã Trang có vết thương, vậy thì vết máu trên thắt lưng vải được tìm thấy ở trong phòng ngủ của Tống Quân Bình có phải là của Mã Trang hay không? Tại sao đột nhiên Trang lại mất liên lạc? Trước những nghi vấn trên, Mã Trang đã trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm tung tích của Mã Trang. Họ suy luận Mã Trang không có nhiều tiền, chắc chắn không thể đi xa. Anh ta chỉ có thể quanh quẩn đâu đó ở huyện Chính Định. Đội điều tra bí mật phục kích tại quán cà phê Internet, chợ địa phương và vây quanh khu nhà thuê của Mã Trang. Vài ngày sau, Mã Trang cuối cùng cũng đã được tìm thấy trong một quán cà phê Internet. Cuộc thẩm vấn lập tức được tiến hành. Trước những câu hỏi của cảnh sát, Mã Trang tỏ ra rất lo lắng và nói năng không mạch lạc. Cảnh sát hỏi anh ta làm gì vào đêm ngày 11 tháng Giêng âm lịch, Mã Trang nói rất mơ hồ. Những biểu hiện khác thường này khiến cho sự nghi ngờ phạm tội của Mã Trang càng gia tăng. Sau gần 1 giờ đồng hồ đối diện với sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát, tâm lý phòng thủ của anh ta cuối cùng cũng sụp đổ. Trang khai với cảnh sát rằng anh ta đã đánh nhau với một nhóm người ất ơ giống mình vào đêm ngày 11 tháng Giêng âm lịch vì sợ bị trả thù nên đã chạy đến huyện Linh Thọ ngay trong đêm. Cuộc thẩm vấn đối với đối tượng đánh nhau với Trang cho thấy Trang đã nói thật, vết thương ở trên đầu của Trang là do xô xát gây ra. Cùng lúc đó, kết quả khám nghiệm cũng được đưa ra, vết máu được tìm thấy trên thắt lưng ở trong phòng ngủ của ông Tống Quân Bình không phải là của Mã Trang, cỡ giày của Mã Trang cũng không trùng khớp. Tất cả mọi chuyện được xác nhận chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và sự xuất hiện của Mã Trang chỉ khiến cho cảnh sát mất thêm nhiều thời gian tốn công một cách vô ích. Vụ án hiện tại lại một lần nữa quay về điểm xuất phát ban đầu. Sau khi thảo luận chuyên môn, mọi dấu hiệu đều chỉ ra đây là một vụ trả thù. Tuy nhiên, điều khó hiểu là cảnh sát đã điều tra lần lượt từng nghi phạm nhưng họ đều đưa ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Vậy thì điểm sai ở đâu hay là cảnh sát đã bỏ sót manh mối nào đó? Mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng họ khá đơn giản và họ không có bất kỳ tranh chấp tài chính nào.
một viên cảnh sát trong tổ chuyên án tỏ ra lo lắng khi đối mặt với hồ sơ vụ án này. Hiện tại, niềm hy vọng lớn nhất của cảnh sát là mong cho nạn nhân Tôn Tú Anh tỉnh lại. Bởi nếu như bà tỉnh lại thì sẽ có thể nói cho cảnh sát nghe hung thủ là ai, hoặc là ít nhất có thể mô tả cụ thể về ngoại hình của anh ta. Tuy nhiên, điều đáng buồn là mặc dù qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do di chứng của việc chấn thương nặng nên bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu và có nguy cơ sống đời sống thực vật suốt đời. Các con của nạn nhân rất đau buồn vì chuyện này. Họ cũng đã cố gắng gom góp tiền trong khả năng của mình, đã chi hơn 140.000 nhân dân tệ, gần 500 triệu đồng trong vòng 20 ngày, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Cả lực lượng chức năng và những người ngoài cuộc cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tất nhiên, vụ án phải được giải quyết càng sớm càng tốt để mang lại công lý cho các nạn nhân và an ủi cho gia đình họ, cũng là để giải tỏa áp lực từ phía dư luận. Khi không còn phát hiện bất cứ đối tượng đáng nghi nào, cảnh sát quyết định quay lại hiện trường vụ án thêm lần nữa. Sau phiên hội ý tại chỗ, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể là người địa phương, quen thuộc với kết cấu nhà ở đây. Cảnh sát phân tích có thể kẻ sát nhân phá kính ở trong phòng khách, xét theo dấu chân được tìm thấy thì có lẽ hung thủ đã di chuyển đến căn phòng phía tây trước. Khi thấy xung quanh không có ai, hắn mới đi sang phòng phía đông để thực hiện vụ sát hại. Căn phòng phía tây này tuy bỏ không nhưng nó là phòng của hai vợ chồng con trai ông Bình ngủ mỗi khi họ từ xa trở về. Vậy có khi nào mục tiêu ban đầu của hắn là nhắm tới con trai ông Bình, anh Tống Tuyết Thanh hay không? Tống Tuyết Thanh đi làm ở xa, một năm mới về nhà một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Cảnh sát mở cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của Thanh. Tống Tuyết Thanh tính cách ngay thẳng, làm việc chăm chỉ, mối quan hệ gia đình và xã hội rất tốt. Anh chắc chắn rằng mình không hề gây hiềm khích với ai đến mức phải dẫn đến án mạng thương tâm như vậy. Lúc này, kết quả điều tra của cảnh sát về con trai của nạn nhân cho thấy không có mâu thuẫn rõ ràng. Ngay khi vụ án đang rơi vào bế tắc, một nhóm điều tra viên được phân công kiểm tra các phương tiện dọc đường đã tìm ra manh mối mới. Chiếc xe Santana màu đỏ khả nghi xuất hiện gần hiện trường rồi biến mất ở huyện Linh Thọ đã được tìm thấy ở huyện Thâm Châu, cách đó 50 km. Huyện Thâm Châu nằm ở phía đông của huyện Chính Định. Điều khiến cảnh sát thắc mắc là tại sao chiếc xe này không đi thẳng về phía đông mà lại đi về phía tây đến huyện Linh Thọ rồi đi một vòng lớn để về huyện Thâm Châu. Tài xế cố tình đi đường vòng hơn 10 giờ trên một hành trình thay vì đi đường thẳng chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Chi tiết này khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ. Đội trưởng đội điều tra cho rằng nghi phạm rất danh mãnh, có lẽ muốn dương đông kích tây với mục đích làm khó đội điều tra. Ngay lập tức, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, cảnh sát huyện Chính Định biết được chiếc xe Santana màu đỏ đã đậu ở đó 2 ngày mà không có ai di chuyển. Người dân địa phương cũng không ai biết nó là của ai. Thông qua biển số xe, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chủ xe tên là Trần Bằng, 30 tuổi. Điều khiến cho mọi người bất ngờ là Bằng từng có tiền án. Anh ta bị cảnh sát Nam Kinh kết án 8 năm tù vì tội mang chất nổ nguy hiểm. Bằng mới được thả ra vào tháng 4 năm 2012 và thất nghiệp kể từ đó. Các điều tra viên đến huyện Thâm Châu để điều tra về Trần Bằng thì hay tin từ gia đình rằng Bằng đã hơn nửa tháng không về nhà. Hiện tại tất cả các nguồn liên lạc đều đã bị cắt đứt. Khi cảnh sát hỏi con trai của nạn nhân, anh Tống Tuyết Thanh, Thanh nói mình chưa bao giờ nghe tới cái tên Trần Bằng đến từ huyện Thâm Châu. Các con của Bình không ai biết đến Trần Bằng, tất cả những người ở trong thôn cũng không ai biết. Điều này thật kỳ lạ. Một người xa lạ thì có mối oán thù nào mà lại sát hại vợ chồng Tống Quân Bình? Điều này khiến cho cảnh sát vô cùng bối rối. Hay Trần Bằng được sát thủ thuê tới? Nhưng nếu là như vậy thì sát thủ này là ai? Ngay lúc này, một viên cảnh sát lại phát hiện ra một manh mối khác. Họ tìm thấy một tờ quảng cáo nhỏ ở trên cột điện cách nơi phát hiện ra chiếc xe không xa. Quảng cáo này là bán thuốc bả chó. Từ số điện thoại trên tờ quảng cáo, các điều tra viên đã tìm ra đối tượng bán loại thuốc này. Người bán khai với cảnh sát rằng đã có tổng cộng 12 người đã mua thuốc của anh ta trong dịp đầu năm. Một người là ông già, người kia là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thành phần của loại thuốc này với loại thuốc dẫn đến cái chết của con chó nhà Tống Quân Bình được xác định là một. Lúc này, cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm Trần Bằng. Sau cuộc tổng truy đuổi, cuối cùng Trần Bằng đã bị bắt vào ngày 17 tháng 3.
Qua xét nghiệm DNA, các bác sĩ pháp y kết luận vết máu tìm ra ở trên chiếc thắt lưng tại nhà ông Tống Quân Bình thuộc về Trần Bằng. Đây đã trở thành manh mối quan trọng trong vụ án. Sau khi bị bắt, trước những bằng chứng xác thực như là dấu máu, chiếc xe Santana màu đỏ, Trần Bằng đã thừa nhận hành vi tấn công vợ chồng Tống Quân Bình. Bằng khai, trước khi gây án, hắn đã từng nhiều lần đến nhà nạn nhân với mục đích thăm dò. Vào đêm 11 tháng Giêng âm lịch, Trần Bằng ngồi xổm trước nhà từ 23 giờ đến 2 giờ sáng. Sau đó hắn trèo tường vào sân. Đầu tiên, hắn đá vào tấm kính ở trong phòng khách và thành công vào trong nhà. Hắn đến căn phòng phía tây, đá vào cánh cửa nhưng phát hiện là không có ai, liền quay người đi về phía căn phòng phía đông, điên cuồng vung rìu tấn công hai vợ chồng già. Gây án xong, hắn rời đi bằng cửa chính, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trong quá trình gây án, do bất cẩn nên đã để tay bị thương, chảy máu. Khi cảnh sát hỏi về động cơ gây án, Trần Bằng lặng im không chịu nói. Cảnh sát không thể tìm ra được bước đột phá với Trần Bằng nên đã quyết định thực hiện chuyến đi đến quê hương của hắn ta ở huyện Thâm Châu. Khi cảnh sát thẩm vấn vợ của Bằng là Quách Mỹ Hoa, cô ấy tỏ ra bối rối, nói rằng mình không rõ lắm, nhưng có lẽ nguyên nhân là do cô. Lời nói của Hoa khiến cho cảnh sát lại càng không hiểu hơn. Ngày 2 tháng 3, Quách Mỹ Hoa được đưa đến thăm chồng tại trại giam. Cô ta nói với chồng, anh hãy khai ra sự thật đi, biết đâu sẽ được khoan hồng. Từ khi gặp vợ, tâm trạng của Trần Bằng đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi vợ về, hắn thú nhận với cảnh sát. Bằng nói rằng con trai của Tống Quân Bình, anh Tống Tuyết Thanh, từng hẹn hò với vợ mình. Chuyện phải quay về hơn 10 năm về trước, Thanh đi học đại học ở huyện Thâm Châu. Sau khi tốt nghiệp đã làm việc một thời gian trong một nhà máy ở huyện này. Khi đó Thanh và Quách Mỹ Hoa đã gặp gỡ và yêu nhau, nhưng vì xung đột nhiều vấn đề nên chia tay. Sau khi Quách Mỹ Hoa và Trần Bằng cưới nhau, Hoa đã kể lại cho chồng nghe những trải nghiệm tình cảm trước đây của mình. Đó là câu chuyện tình yêu với Tống Tuyết Thanh. Khi đó, Trần Bằng nói bản thân có châm ngôn là chỉ sống với hiện tại, không bận tâm đến chuyện tình cảm của đối phương trong quá khứ như thế nào. Năm 2004, Bằng bị bắt vì sử dụng chất nổ nguy hiểm và phải ngồi tù 8 năm. Sau khi ra tù vào tháng 4 năm 2012, Trần Bằng cảm thấy vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cô ấy thường đi đêm và trương diện hơn trước, tính cách cũng thay đổi. Bằng nghi ngờ vợ có nhân tình. Thời gian đó, Hoa luôn so sánh chồng mình với những người đàn ông khác, chê Bằng không biết hoàn lương, bản lĩnh kém xa họ. Hoa luôn luôn nhắc đến những câu chuyện giữa mình và người yêu cũ Tống Tuyết Thanh, kể rằng anh ta đã từng chiều chuộng vì cô mà cố gắng cày cuốc như thế nào. Vừa mới ra tù, thất nghiệp, còn luôn bị vợ chê bai đủ đường, Bằng chắc chắn không thể nào chịu đựng được. Ngày nào hắn cũng phải nghe vợ nhắc đến cái tên Tống Tuyết Thanh đến chán ngấy. Bực dọc, hắn ta bắt đầu nảy sinh ý định sát hại Thanh. Bằng cho rằng sự biến mất của Thanh sẽ khiến cho vợ mình không còn ca tụng anh ta nữa. Bằng gió la hỏi về địa chỉ nhà của Thanh từ vợ. Sau khi có được thông tin, hắn đã nhiều lần đến thăm dò. Bằng phát hiện ra rằng Thanh không thường xuyên sống ở nhà bố mẹ đẻ. Hắn đinh ninh rằng nếu anh ấy không về thường xuyên thì ít nhất sẽ về vào dịp Tết Nguyên đán. Sáng sớm ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Bằng đột nhập vào nhà có ý định tấn công Tống Tuyết Thanh, nhưng không ngờ anh ta vẫn chưa về. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ rồi, hắn quyết định tấn công bố mẹ Thanh, mặc cho họ không có bất cứ liên quan gì trong câu chuyện này. Trần Bằng có suy nghĩ vô cùng lệch lạc mà bỗng dưng gây ra án mạng kinh hoàng. Cuối cùng, hắn ta cũng bị kết án tử hình vì tội ác nghiêm trọng của mình. Nguyên nhân của vụ án ngày hôm nay quả thật là lãng xẹt nhất mà mình từng thấy. Các bạn có suy nghĩ như vậy hay không? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.